Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của bác sĩ Duyên. Hôm trước mình có làm một cái video hướng dẫn về cách đắp mặt nạ ngũ hoa tại nhà để chăm sóc da. Tuy nhiên sau khi đăng cái video đấy lên thì các bạn, một số bạn phản hồi lại với mình là sau khi em đắp mặt nạ ngũ hoa thì em lên mấy con mụn mủ. Và một số bạn thì nói là da không đẹp mà lại còn tệ hơn. Hôm nay mình làm cái video này để chỉ ra những cái sai lầm mà các bạn thường gặp khi đắp mặt nạ ngũ hoa. Sai lầm thứ nhất là các bạn sử dụng hạt ngũ hoa trôi nổi không xuất xứ. Hiện nay hạt ngũ hoa đang được rất là nhiều bạn ưa chuộng để đắp mặt, và chính vì thế cho nên là rất là nhiều người bán ở trên thị trường và cũng rất là đa dạng về giá cả. Cho nên là hạt ngũ hoa ở trên thị trường cũng có nhiều loại giả và có lẫn nhiều tạp chất. Chính vì vậy khi mà đắp lên mặt đó thì nó sẽ có các cái phản ứng ngược lại như là nổi mụn. Các bạn hãy chọn những cái địa chỉ uy tín để mua hạt ngũ hoa, và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách kiểm tra hạt ngũ hoa khi các bạn mua nha. Khi lựa chọn hạt ngũ hoa thì các bạn có thể đổ ra một chút ở tay này, và các hạt ngũ hoa nó phải to và đều nhau, nó không có. Và các bạn thử sàng qua sàng lại nhé, thì các bạn sẽ nhìn, nếu mà các bạn nhìn thấy bụi bẩn hoặc là các cái tạp chất ở bên dưới này, ở bên dưới ấy, thì các bạn không nên sử dụng nó nhé, và sử dụng những cái hạt ngũ hoa mà nó đều và không có lẫn cái tạp chất gì. Cái sai lầm thứ hai mà các bạn thường gặp phải là đắp mặt nạ ngũ hoa quá dày. Khi mà đắp mặt nạ ngũ hoa quá dày ấy, thì tác động nhiệt lên da được bị tăng lên, thì lúc đó lỗ chân lông bị mở rộng ra, và nhân cơ hội đó thì các cái vi khuẩn nó sẽ chui vào các cái lỗ chân lông và gây bít tắc và gây nên mụn. Cái sai lầm thứ ba mà các bạn thường gặp phải ấy, đó chính là đắp mặt nạ ngũ hoa và để qua đêm. Sử dụng mặt nạ ngũ hoa qua đêm ấy là một cái sai lầm rất là nghiêm trọng nha các bạn. Vì nhiều bạn khi mà đắp mặt nạ lên á, thì chúng ta ngồi nằm đọc sách này, hay là nằm xem tivi, hoặc là xem Facebook và vô tình ngủ quên mất. Khi mà để mặt nạ qua đêm ấy, thì mặt nạ nó sẽ khô đi. Lúc đó cái nước ở trong da nó sẽ bị hút ngược lại vào mặt nạ, cho nên làm cho da của chúng ta không những không đẹp mà lại còn xấu đi và khô đi. Sai lầm thứ tư mà các bạn thường gặp phải ấy, đó chính là đắp mặt nạ quá nhiều lần trong một tuần. Vì tác dụng cái thần kỳ của mặt nạ ngũ hoa là nó làm trắng làm mịn, cho nên là nhiều bạn cũng muốn trắng nhanh mịn nhanh, chính vì vậy là đắp mặt nạ quá nhiều lần trong tuần. Nguyên tắc vàng khi đắp tất cả các loại mặt nạ nói chung và mặt nạ ngũ hoa nói riêng để chăm sóc da thì các bạn chỉ nên đắp một tuần 1 đến 2 lần, không nên lạm dụng quá nhiều lần. Và mỗi lần đắp thì các bạn chỉ nên đắp 15 đến 20 phút. Tuy nhiên trong cái trường hợp mà các bạn bị con mụn nhọt hoặc là mụn mủ ấy, thì các bạn có thể đắp lâu hơn, là có thể đắp 1 đến 2 tiếng để cho cái hạt ngũ hoa để nó hút cái mủ ở trong cái mụn nhọt đấy ra. Và sai lầm thứ 5 mà các bạn thường gặp phải ấy, là không vệ sinh kỹ da trước khi đắp mặt nạ và sau khi đắp mặt nạ. Đối với quá trình đắp mặt nạ ngũ hoa cũng như là tất cả các loại mặt nạ khác ấy, thì các bạn cũng nên nhớ là vệ sinh kỹ da trước khi đắp mặt nạ để tránh bụi bẩn, vi khuẩn nó sẽ xâm nhập vào da trong cái quá trình mình đắp mặt nạ. Điều này tưởng chừng như là đơn giản nhưng mà nó rất là quan trọng nha. Sau khi mà các bạn đắp mặt nạ xong ấy, thì các bạn cũng nên rửa mặt lại một lần nữa nha, để cho da nó sạch, và lúc đó chúng ta sẽ tiếp tục các cái bước chăm sóc da tiếp theo. Trên đây là những cái sai lầm thường gặp khi mà đắp mặt nạ ngũ hoa tại nhà. Các bạn hãy lưu ý để có một cái làn da đẹp khi mà sử dụng mặt nạ ngũ hoa nha. Đừng quên like và đăng ký kênh của mình để nhận được những cái video sớm nhất từ mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.